thi đấu thứ 3. Bạn Đức là người cầm Per, còn Âu Bùi Đình Đoàn là người cầm Egypt. Chung ở cân thôi, một bên phù tuyển, một bên chém tuyển. Chưa biết thế nào được. Nội Hồng Anh có một trận cầm Per thua Vũ Minh Hùng. Một bài Per đang khá khung mình cho Van Lớp. Thấy hai bãi dừng ở hai bên rồi. Không biết Van Lớp sẽ có bắt bài Bùi Đình Đoàn mà Van Lớp đánh thẳng cung A không? Một bài khá nhiều dừng cho Van Lớp, lại thấy thêm một voi rồi. Hai voi. Một bài đang khá tự dành cho Van Lớp khi thấy đồ ăn lúc đầu đã thấy hai voi rồi. Van Lớp muốn đi tìm bãi hiêu đầu. Một bài Van Lớp không biết sẽ lựa chọn đánh gì đây. Cùng chờ xem. Vẫn chưa thấy hiêu đầu của nhà Van Lớp ở đâu. Điều giờ tốt là ăn được đấy em ơi. Điều tốt là hai mẹ ở trong BL đấy. Cái em nó phải chém ruộng, vòng lên chém ruộng. Nó chết mà, chém ruộng. Cái trong nhá. Cái ruộng kia vào được kìa đúng không? Quay trở lại trận đấu rồi. Hình như Van Lớp lại chưa ăn bãi hiêu đầu này. Như Van Lớp đang dò lỗi bãi hiêu đầu chăng? Vẫn còn nguyên bãi hiêu trong nhà. Mười bốn phần trăm mình cho Bùi Đình Đoàn, một bài Egypt khá được. Van Lớp đang thiết kế ăn thêm một bãi hiêu nữa, một bài khá đẹp dành cho Van Lớp. Không biết Van Lớp sẽ đánh cái gì đây. Bài 26 dân cho Van Lớp, khả năng đánh cung A rồi. Bắt bài đánh cung A rồi, khả năng là thế. Đúng rồi, BA đánh cho Van Lớp. Một bài Bùi Đình Đoàn đánh 25 dân. Nếu mà Bùi Đình Đoàn mà bắt bài đánh lại cung giờ thì Van Lớp có vẻ hơi nhọc.
Chỉ sợ Bùi Đình Đoàn đánh chém mà Van Ướp đánh cung A thôi thì không có cửa cho Bùi Đình Đoàn. Nếu mà Bùi Đình Đoàn tỉnh, soi tham, bắt bài được mà sẽ đánh cung giờ. Cung A pơ thôi. Bài 27 dành cho Van Lớp. Van Lớp đánh một trận rất trâu dần dành cho Persian. Van Lớp thì một bài mà để Van Lớp sân nhà ra ruộng. Như vậy Bùi Đình Đoàn cũng rất tỉnh, anh sẽ chọn lối đánh cung giờ Egypt. Cũng không đào vàng ở trong Bùi Đình Đoàn. Nghĩa đây sẽ là một trận sơ lơ giữa cung giờ và cung A chứ. Van Lớp bây giờ mới để T là sao? Lên 3 rồi còn để T làm gì? Bỏ T rồi. Bùi Đình Đoàn thì chưa thể lên đời được. Một bài lực rất khỏe cho Van Ướp lên xong còn gần 500 thịt. Bài 4A cho Van Ướp luôn. Như bài Bùi Đình Đoàn là ở góc 9 giờ rồi. Một bài em đánh cung giờ Egypt. Van Ướp đã mất đi lợi thế đánh chém lúc đầu. Van Ướp lựa chọn đánh cung A. Van Ướp đang già được khá nhiều ruộng rồi. Nhưng Van Ướp sẽ phải đối đầu với cung tuyển Egypt khi anh chỉ là người cầm Persian thôi. Egypt thì đánh cung rồi. Van Ướp đi đâu đấy? Tách một đàn dân Yến Hoàng. Nếu Van Ướp đánh cung thì thế trận này vẫn chưa biết thế nào một lần. Van Ướp đang ra ruộng liên tục. Có bao nhiêu gỗ? Van Ướp đã ra gần hết ruộng rồi. Van Ướp đang đi lang thang giữa bản đồ thì gặp đạo cung đi công của Bùi Đình Đoàn. Như vậy là sẽ chết 4 con dân này thôi. Van Ướp đang muốn công lên nữa. Có quá liều mạng không? Liệu có quá liều không? Một bài công lên để cho Van Ướp. Nếu Van Ướp có quá liều mạng từ này không, khi đây chỉ là 15 cung A thôi. 15 con cung A liệu có đối đầu với cung Egypt không? Không, đang lên thêm cung A rồi, như vậy phải tầm một kích. Van Ướp không biết có công được tơ này không. Nếu không công được tơ này thì Van Ướp sẽ rất là mất lợi thế trước Egypt của Bùi Đình Đoàn. Vì sau tơ nỡ này sẽ trở về tham cân thôi. Thì lúc đầu cung A sẽ lở khá nhanh hơn là cung G. Van Ướp đang muốn tất tay lên một tơ. Tham là 60 cho Van Ướp rồi. Đây là những con cung giờ Egypt có cả dốc. Nào đi lung tung cẩn thận về E bây giờ. Van Ướp pha này rất có thể Van Ướp pha này sẽ về E. Vậy chỉ bắn chết được 3 con thôi. Vì đây là những con cung A Persian tầm xa chỉ là 7 cộng 1 bắn sẽ rất. Bắn không được như 7 cộng 2 như các cung A bình thường. Bắn sẽ không xa. Đang pha công vào anh cho Van Ướp. Không vội công vào, Van Ướp đang muốn dồn thêm cung A. Tham lai chỉ để một tí thôi. Không quá nhiều, chỉ cầm tùng nắm là 10 tham là cùng. Van Ướp đang có pha công vào cái
góc này. Đây vừa bị bắt hai anh cung A dọc đường rồi. Không, tờ này chưa thể bắt được. Pha đứng trên dốc mình cho van lớp nên chưa thể bắt được. Nhưng đây những con cung A 7 cộng 1 thôi. Điều sẽ rất là khó. Còn đường này số lượng thì có thể đè được những con cung Egypt này. Hiểu công được tờ này không? Egypt trên dốc. BA ngay cạnh đây luôn. Sẽ rất khó anh cho van lớp có thể công được tờ này. Liệu công được không? Cung A đang có vẻ nhỉnh hơn so với cung giờ. Như vậy là chết nhiều cung giờ hơn rồi. Bùi Đình Đoàn phải đỡ nhà thật dẻo tơ này mới đỡ được. Và nó vẫn còn nguyên một kích cung A. Một trận bắt bài khá chuẩn anh cho van lớp khi anh quyết định đánh cung A. Chứ không phải là một bài chém. Bài anh là bài khá kín. Như vậy Bùi Đình Đoàn đã bị mất nhà BA rồi. Doanh nghiệp. Vậy Bùi Đình Đoàn đã bị ốp A rồi. Và nớp đang đẩy thêm số lượng cung A của mình lên. Đã gần 2 kích ở trên này rồi, anh còn đẩy thêm 1 kích nữa. Quá khó rồi. Thì cung A đã ốp được nhà BA thì mọc ra con nào thì bắn chết ngay con đấy rồi. Vậy Bùi Đình Đoàn đã có 1 thì số 2 mồi anh cho van lớp. Một trận thi đấu nhà khung và van lớp quyết định cung A khá hợp lý thôi.